Rồi, ok, hello các bạn xem video của mình nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay review nhanh một bé nắp ấm. Mình hay gọi bé nó là Hường Nam Tính, nhưng mà giờ gì cũng chưa có xác định được cái bé nó là đực hay là cái, nên tạm thời là gọi là Hường Nam Tính nha mọi người. Đấy, thì bé nó là một cái ấm gần giống như là cái cây Viking luôn. Không biết là lai kiểu gì đấy nó ra được bé này. Đây mọi người thấy không? Chắc chắn là mọi người thấy là màu Hường Nam Tính rồi. Như hồi nãy mình cũng đã nói rằng là bé nó rất là giống với là dòng Viking. Có thể là hai cây Viking, ít Viking Am, ít Viking Am nó lai với nhau thành ra cái cây này. Thì bây giờ mình cũng mất nem tác rồi mọi người. Cái là cái cây thì mình đánh giá là nó cũng không có gì quá là đặc biệt, nên mình sẽ chỉ review cái ấm của bé đó thôi. Thì ấm của bé nó là tròn nè, hơi cao, và đặc biệt một cái là cái thân, nguyên cái thân nó màu đỏ nhưng mà nghiêng qua sắc màu hồng nha mọi người. Đỏ nghiêng sắc hồng. Bờ môi thì cũng bình thường, nói chung là nguyên cái cây này theo mình đánh giá là rất là bình thường, chỉ có duy nhất là cái màu của nó là không được bình thường thôi. Rồi ok, review nhanh gọn lẹ như thế thôi mọi người. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.